rồi bà ấy lái xe đi đến một nơi vắng vẻ đi qua một hàng cây thì bên trong chính là nhà máy cũ bị phóng hỏa của gia đình minh bên trong vô cùng u ám nhiều thứ kỳ dị nằm la liệt dưới sàn nim đi xung quanh và tìm thấy minh đang nằm vất vưởng trên tầng năm tòa nhà cô ấy lập tức được đưa đến bệnh viện bác sĩ chẩn đoán tình hình của minh hiện đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên đang bị mất nước và suy dinh dưỡng trầm trọng ngày hôm sau bà nim lên núi thêm một lần nữa tuy nhiên vừa đến nơi bà ấy hét toáng lên khi thấy có kẻ nào đó đã chặt đầu bức tượng thần bà nội ba gian mặt khác minh đã xuất viện nhưng cô ấy đã khác xa với con người cũ của mình cô trở nên hung hăng khi gặp dì Nim, gầm gừ như con vật.